có thiết kế mới, camera 4 ống kính. Nhà thiết kế Jasser Farahi vừa tạo ra concept iPhone 12 Pro dựa trên các tin đồn mới đây về iPhone 2020. Theo ý tưởng của Jasser Farahi, iPhone 12 Pro được nâng cấp camera sau lên 4 ống kính đặt trong mô đun vuông. Camera chính, camera góc cực rộng, camera 3D và ống kính tele đều có độ phân giải 18 megapixel, máy hỗ trợ sạc không dây ngược. Ngoài ra, iPhone 12 Pro có màn hình ProMotion Super Retina XDR không tai thỏ. Apple sẽ chỉ dùng một camera nhỏ đặt ở viền màn hình. Các cảm biến khác có thể được ẩn dưới màn hình. Tuy nhiên, chưa rõ liệu táo khuyết đã sẵn sàng với các công nghệ này ở thời điểm hiện tại hay chưa. Thiết kế được lấy cảm hứng từ iPhone 4 với viền ngoài bằng kim loại khá góc cạnh. iPhone 2020 cũng được cho là sẽ hỗ trợ mạng 5G và kết nối USB-C. Bộ nhớ trong lên tới một thương bình.